quan hệ móc ngoặc giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sư thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng. Thưa quý vị, nhiều năm gần đây, chùa Ba Vàng nổi tiếng với nhiều vụ lùm xùm, cúng dường, thỉnh oan gia trái chủ, khất thực và gần đây là chiêm bái xá lợi tốt Đức Phật. Những sự việc này cùng với phát ngôn thiếu chuẩn mực từ Phật tử của chùa khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Nhiều luồng ý kiến cho rằng hẳn phải có một ông lớn nào đó chống lưng thì chùa Ba Vàng mới có sự lộng hành như vậy. Nhiều trang mạng xã hội còn đăng hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cạnh hình ảnh chùa Ba Vàng hoặc đứng cạnh sư Thái Minh ngậm ý rằng thế lực nâng đỡ chùa Ba Vàng rất lớn. Vậy thực chùa Ba Vàng có ông lớn chống lưng như lời đồn không? Có hay không mối quan hệ móc ngoặc giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sư thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng? Mời quý vị theo dõi video ngày hôm nay cùng Phú Quý Tài Lộc. Đại đức Thích Trúc Thái Minh là ai? Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, tên thật là Vũ Văn Hiếu, sinh năm 1967 tại Lương Tài, Bắc Ninh. Ông là ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội. Ông cũng là phó ban thông tin truyền thông của Giáo hội, phó ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Khi xuất gia, thầy Thái Minh tu tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, theo pháp môn thiền của Hòa thượng Thích Thành Từ. Đến khoảng năm 2004-2005, ông được đưa ra làm tăng chúng, tu học tại chùa Lâm, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Về mặt học vấn, Đại đức Thái Minh là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo xác nhận từ phía trường này, ông Vũ Văn Hiếu từng là sinh viên xuất sắc và là một trong hai người được giữ lại trường giảng dạy trong khoảng 2 năm. Nhận xét về Đại đức Thái Minh, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết đây là một người năng động, làm kinh tế tốt. Hoạt động trong giáo hội của Đại đức Thái Minh bình thường, chưa có gì xuất sắc. Chùa Ba Vàng ở đâu? Nằm vững chãi trên lưng chừng núi Thành, chùa Ba Vàng còn được biết đến với tên gọi Bảo Quang Tự, tọa lạc ở độ cao 340m trên một vị trí đắc địa phía tây thành phố Uông Bí. Phía trước chùa là dòng Bạch Đằng dàn uốn lượn, phía xa là thành phố Hải Phòng và biển Đồ Sơn, nơi sóng vỗ bất tận. Bên trái là dãy núi Thanh Long hùng vĩ, còn bên phải là dãy núi Bạch Hổ đầy uy nghi. Ngay trước cửa chùa, một tấm bia đá khắc chữ Thiên Đài, như một lời chào mời vào không gian tâm linh cổ kính. Chùa Ba Vàng được xây dựng từ năm Ất Dậu, dưới thời vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh, tức là vào năm 1706, qua đó đánh dấu lịch sử hình thành của ngôi chùa từ hơn 300 năm trước. Dựa vào những dấu tích và di vật khảo cổ còn sót lại, có khả năng ngôi chùa được xây dựng ngay từ thời Trần, trải qua biết bao thăng trầm của thời gian cũng như sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh. Đến năm 1988, chùa được trùng tu và tôn tạo bằng gỗ, và chỉ 3 năm sau, vào năm 1993, chùa lại được xây dựng lại, khi mà hầu hết các di vật xưa kia đã không còn. Chùa Ba Vàng gìn giữ dấu ấn của vị thiền tổ khai sáng, thuộc phái Trúc Lâm Yên Tử, là Đại sư Trúc Lâm Maha Samanera Tuệ Biết, người đã phổ giác và truyền bá giáo lý. Vào năm 2007, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được chính quyền và nhân dân địa phương mời về làm trụ trì tại chùa Ba Vàng. 4 năm sau, vào tháng 1 năm 2011, ngôi chùa được khởi công xây dựng lại nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni, Phật tử và phát triển Phật pháp. Quy mô của công trình mới vô cùng khang trang và rộng lớn. Sau 3 năm xây dựng, chùa đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như đại hùng báo điện rộng 4.500m², lầu chuông và lầu trống mỗi thứ 112m², hành lang là hán dài 200m², nhà bảo tàng và thư viện mỗi nơi 700m², khu nhà tăng rộng 1.600m², thiền đường 960m², cùng với cổng đá và cổng tam quan trung cổng tam quan nội cùng các công trình phụ. Ngày 9 tháng 3 năm 2014,
chùa Ba Vàng tổ chức lễ khánh thành và nhận bằng kỷ lục cho ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Chùa mới mang đặc trưng kiến trúc của các ngôi chùa Bắc Bộ với 3 gian bái đường và 1 gian hậu cung, nơi đặt các ban thờ Phật, thờ mẫu và Đức Ông trong tòa Đại Hùng Bảo Điện. Chùa chính có quy mô lớn nhất, được thiết kế 2 tầng, với nơi thờ Tam Bảo và chống độc mộc được công nhận là lớn nhất Việt Nam. Hệ thống tượng Pháp trong chùa làm bằng gỗ, có kích thước lớn, trong đó pho tượng A-di-đà được xem là một trong những tượng Phật bằng gỗ lớn nhất miền Bắc. Ngoài ra, các công trình như khu đạo giảng, trai phòng, thư viện và lầu chuông được thiết kế một cách hài hòa, tạo thuận lợi cho việc hành đạo và lễ bái của cả sư sãi và Phật tử. Những sai phạm của chùa Ba Vàng trong quá khứ và hiện tại. Quý vị thân mến, vụ bê bối ở chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh khởi nguồn từ một phóng sự điều tra của báo Lao Động đăng tải ngày 20 tháng 3. Trong phóng sự này, hoạt động có tên thỉnh vòng giải oán đã bị vạch trần là một hình thức thu tiền bất chính. Theo điều tra, những người tham gia vào hoạt động này tại chùa Ba Vàng tin rằng các khó khăn, bệnh tật hay xui xẻo mà họ gặp phải là do các oán hồn từ kiếp trước gây nên. Họ được khuyên rằng để thoát nạn và giải trừ xui xẻo, họ cần trả nợ cho những oán hồn này, thường dưới hình thức tiền mặt, được đóng góp vào nhà chùa. Số tiền này có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, nhà chùa còn cung cấp lựa chọn trả góp hoặc quy đổi công đức thành số ngày làm việc tại chùa cho những người không đủ khả năng tài chính. Tuy nhiên, nếu không thực hiện giải oán, họ sẽ bị đe dọa với các hậu quả nặng nề như bệnh tật, điên dại và các vận hạn khác. Nhiều người tìm đến chùa Ba Vàng với hy vọng giải thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo và các vận xui đã phải rút tiền mặt để trả nợ cho vong linh, trong bối cảnh họ đang đối mặt với tình trạng tài chính khó khăn và tâm lý mong manh. Chùa Ba Vàng, từ phế tích đến ngôi chùa hàng trăm tỷ đồng. Chùa Ba Vàng tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đằng ở độ cao 340m, thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, là một trong những ngôi chùa có giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc. Ngôi chùa này được xây dựng từ năm Ất Dậu 1706 dưới triều vua Lê Dụ Tông, với những dấu tích khảo cổ cho thấy lịch sử của nó có thể còn sớm hơn, vào thời kỳ Trần. Trải qua nhiều thế kỷ, đặc biệt là do những tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, chùa Ba Vàng từng trở thành phế tích. Năm 1988, ngôi chùa được trùng tu bằng gỗ và tái xây dựng hoàn toàn vào năm 1993. Đến năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nhận trọng trách trụ trì và đã đóng góp không nhỏ trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để phục hồi và phát triển chùa. Vào tháng 1 năm 2011, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni, Phật tử và Hoàng Dương Phật Pháp, chùa lại một lần nữa được khởi công xây dựng với quy mô lớn và khang trang. Sau hơn 3 năm công trình khổng lồ, vào ngày 9 tháng 3 năm 2014, chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ khánh thành chính điện mới và nhận bằng kỷ lục ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Ước tính tổng chi phí cho việc trùng tu và mở rộng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Chùa Ba Vàng không chỉ là biểu tượng của niềm tin tôn giáo mà còn là minh chứng cho sự gắn kết cộng đồng và lòng hảo tâm của những người con Phật. Bài giảng tại chùa Ba Vàng gây tranh luận vì phản khoa học và trái giáo lý Phật giáo. Dưới sự quản lý của Đại Đức Thái Minh, Phó Ban Thông tin Truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ba Vàng đã tận dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại như website, Facebook, Zalo, Instagram và YouTube để truyền bá những bài giảng của mình. Tuy nhiên, một số nội dung trong các bài giảng đã gây ra nhiều tranh cãi và thu hút sự chú ý của dư luận sau khi được phản ánh bởi báo Lao Động. Trong một số video được phát trên các nền tảng truyền thông xã hội, Phạm Thị Yến, người được gọi là Tâm Chiếu Hoàng Quán, đã đưa ra những thông tin trái ngược với khoa học và giáo lý nhà Phật. Các tuyên bố của bà về nguyên nhân của đồng tính luyến ái
và các sự kiện đau thương như vụ án nữ sinh bị giết khi giao gà ở Điện Biên đã được giải thích một cách vì lý là do ác nghiệp từ kiếp trước và hành động sát sinh hiện tại. Ngoài ra, trong các bài giảng của mình, bà Yến còn đề cập đến các bệnh tình dục như sùi mạo gà là kết quả của quả báo tà dâm từ kiếp trước và cách hành xử không đúng mực ở các địa điểm linh thiêng. Bà cũng nhận định rằng các hành vi như ngoại tình có thể dẫn đến nghiệp báo ảnh hưởng đến hạnh phúc, gia đình và tình duyên. Đại Đức Thái Minh trong một video khác đã nêu rõ quan điểm về việc bố thí và cúng dường là những hành động quan trọng trong đạo Phật, đồng thời nhấn mạnh rằng việc mất tiền trong các nghi lễ này là điều cần thiết để có được phúc báo. Những bài giảng này đã khiến cộng đồng Phật tử và dư luận bày tỏ lo ngại sâu sắc về mức độ chính xác và phù hợp của những thông tin được truyền bá từ chùa Ba Vàng, đặc biệt là khi chúng lệch lạc so với những giáo lý cơ bản của Phật giáo. Đại Đức Thái Minh phản hồi trước dư luận qua buổi livestream 2 tiếng đồng hồ. Chỉ một ngày sau khi báo Lao Động đăng tải các bài viết về hoạt động thỉnh vong, giải oán tại chùa Ba Vàng, Đại Đức Thái Minh đã tiến hành một buổi livestream kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Buổi nói chuyện này được phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội của chùa và thu hút sự chú ý của hàng trăm Phật tử. Trong buổi livestream, Đại Đức đã nêu bật vị thế của chùa Ba Vàng trong cộng đồng, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng sự chỉ trích có thể xuất phát từ những đối tượng ganh ghét, đố kỵ cũng như các phái tà đạo, ngoại đạo muốn hạ bệ uy tín của ngôi chùa. Đại Đức Thái Minh đã đặt ra ba vấn đề chính trong buổi livestream: thực thể của thế giới tâm linh, ảnh hưởng của vong linh đối với con người, và giải thích về pháp hội thỉnh giải oan kiếp, oan gia trái chủ mà chùa Ba Vàng thực hiện. Ông giải thích rằng, theo quan điểm của Phật giáo, vong linh có khả năng báo oán và tác động lớn đến cuộc sống con người, và rằng việc giải oán kiếp chỉ có thể thực hiện được bởi sức mạnh từ bi của Phật. Chùa Ba Vàng, theo Đại Đức, có khả năng thỉnh vong và giải oán nhờ vào năng lực của cộng đồng tăng ni. Để làm sâu sắc thêm vấn đề, Đại Đức đã mời nhiều Phật tử từ các đạo tràng khác nhau chia sẻ câu chuyện của họ về oan gia trái chủ, nhằm minh chứng cho sự hiệu quả của phương pháp giải oán kiếp này. Sự hồi sinh kỳ diệu của nữ giám đốc sau thỉnh vong tại chùa Ba Vàng và vai trò của y khoa. Trong buổi pháp thoại ngày 21 tháng 3 tại chùa Ba Vàng, chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương, một nữ giám đốc doanh nghiệp 46 tuổi đến từ Hà Nội, đã gây chú ý với câu chuyện hồi sinh đáng kinh ngạc của mình sau khi tham gia thỉnh vong tại chùa. Tuy nhiên, câu chuyện này có nhiều chi tiết phức tạp và đa chiều hơn là chỉ một phép màu. Chị Phương chia sẻ về quãng thời gian đau khổ kéo dài 6 năm với căn bệnh tắc và dính ruột, khiến chị phải trải qua hàng chục lần nhập viện và thậm chí tìm đến Singapore để điều trị mà không thành. Cơn đau dữ dội vào tháng 10 năm 2018 đã đưa chị vào tình trạng cấp cứu, trải qua 3 ca phẫu thuật liên tục và chị đã được chẩn đoán là khó qua khỏi tại Bệnh viện Việt Đức. Trong lúc tuyệt vọng, gia đình chị đã tìm đến nhiều nơi, trong đó có chùa Ba Vàng. Tại chùa, chị đã tham gia nghi lễ thỉnh vong mà theo đó, một vong đã tuyên bố nguyên nhân của bệnh tình là do nghiệp chướng từ kiếp trước. Sau đó, chị Phương và gia đình được khuyên rằng sự hồi phục có thể đến từ việc giải trừ nghiệp chướng này. Nhưng quan trọng hơn, chị Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của y khoa trong quá trình hồi phục của mình. Bác sĩ Trịnh Hồng Sơn từ Bệnh viện Việt Đức, người mà chị gọi là người đã tái sinh cháu lần hai, đã thực hiện các ca phẫu thuật mà chị coi là cứu mạng mình. Chị cũng ghi nhận sự chăm sóc tận tình của y tá và điều dưỡng. Chị Phương cũng chia sẻ rằng, bên cạnh việc thỉnh vong, việc đọc kinh Phật và niệm Phật hàng ngày đã giúp chị tinh thần thoải mái và lạc quan hơn, đóng góp vào sự hồi phục. Chị khuyên mọi người nên kết hợp liệu pháp tinh thần với y học hiện đại để có kết quả điều trị tốt nhất. Cuối cùng, trong buổi pháp thoại, chị Phương cũng đã cảm ơn chùa Ba Vàng vì đã giúp chị tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, nhưng cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các bác sĩ, dù cuộc nói chuyện bị gián đoạn trước khi chị kịp làm vậy.
cáo buộc chùa Ba Vàng đòi 700 triệu đồng để giải nghiệp. Theo thông tin từ Vietnamnet, một phụ nữ ở thành phố Cẩm Phả đã bày tỏ sự bất bình về hành vi của chùa Ba Vàng, nơi được cho là đã yêu cầu cô trả hàng trăm triệu đồng để giải nghiệp. Năm 2016, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1989, đã ghé thăm chùa Ba Vàng theo lời mời của một người thân. Trong chuyến thăm, chị được giới thiệu tham gia nghi lễ thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ nhằm chữa chứng rét run vào sáng sớm. Trong quá trình này, một số người trong nhóm của chị L đã tin tưởng vào lời vong phán liên quan đến hoàn cảnh gia đình và quá khứ của họ. Tuy nhiên, theo chị L, những thông tin mà vong cung cấp về chị không chính xác. Thêm vào đó, vong còn cáo buộc chị từng sống thất đức và gây hại người trong kiếp trước. Đáng chú ý, khi chị L bày tỏ không có khả năng chi trả, nhà chùa đã đưa ra hai lựa chọn. Nếu chị thường xuyên đến chùa, nương tựa, thì phí là 32 triệu đồng. Còn nếu ít đến chùa, không nương tựa, chị sẽ phải đóng 700 triệu đồng. Chị được khuyên có thể trả góp hoặc làm công quả tại chùa trong một năm. Chị L đã từ chối những lời đề nghị này và cũng bị dọa rằng nếu không tuân theo các lời khuyên thì sẽ bị điên. Bất chấp những lời đe dọa, chị L không tuân theo và cuộc sống của chị sau đó vẫn tiếp tục bình thường. Chị đã lập gia đình vào năm 2018 và hiện tại có một cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và con gái. Giáo hội Phật giáo Việt Nam bác bỏ hành vi thỉnh vong tại chùa Ba Vàng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng phản đối các hoạt động thỉnh vong và giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng qua phát ngôn của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Thượng tọa, hành vi này hoàn toàn trái với giáo lý nhà Phật, vì trong Phật giáo, mỗi người cần tự mình tích cực làm việc tốt để hóa giải nghiệp chướng của chính mình, chứ không phải thông qua thỉnh vong. Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh rằng việc dẫn dắt người đi theo con đường thỉnh vong để giải quyết nghiệp chướng là điều không phù hợp với chính pháp và còn là con đường dẫn đến tà kiến và mê lợi. Ông cũng chỉ trích việc sử dụng các sự kiện như cái chết của một nữ sinh ở Điện Biên để giải thích về oan gia trái chủ là hoàn toàn không đúng với giáo lý nhà Phật, cũng như không phù hợp với đạo đức xã hội và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cũng cho biết đã nhiều lần nhắc nhở và góp ý về các vấn đề tại chùa Ba Vàng. Ông bày tỏ sự không hài lòng khi Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa, tiếp thu nhưng không thay đổi hành vi. Thượng tọa Thích Đạo Hiển cũng tiết lộ rằng đã có 40 tăng ni tại chùa Ba Vàng bỏ đi do không chấp nhận các quy định mới tại chùa, như ăn một bữa một ngày, tắm nửa tháng một lần và mặc y pháp liên tục. Mặc dù Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhiều lần được Thượng tọa Thích Thành Quyết, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, gọi lên khuyên giải và yêu cầu sám hối, tình hình vẫn không có sự cải thiện. Bị bối từ sự việc chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, gần đây, chùa Ba Vàng đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi liên quan đến vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Cụ thể, những hành động của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của chùa, đã gây ra nhiều lo ngại về sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động tôn giáo. Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã tổ chức các sự kiện tôn giáo như việc rước và trưng bày xá lợi tóc Đức Phật mà không tuân thủ các quy định pháp lý về thời gian, thông báo và phép tổ chức. Điều này đã vi phạm các điều khoản tại Điều 43 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, yêu cầu các hoạt động tôn giáo phải được thông báo bổ sung ít nhất 20 ngày trước khi diễn ra. Thêm vào đó, việc mời người nước ngoài vào Việt Nam để tham dự các hoạt động tôn giáo, như trường hợp của Thượng tọa Sayyadaw Uwibulla mà không xin phép cũng là một hành động trái với các quy định. Đáng chú ý, việc nhập cảnh của Thượng tọa Uwibulla với visa du lịch khi thực sự tham gia vào hoạt động tôn giáo cũng gây ra tranh cãi về mục đích thực sự của chuyến thăm. Ban Tôn giáo Chính phủ,
qua phát biểu của bà Nguyễn Thị Định trưởng phòng thanh tra, pháp chế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm này để đảm bảo trật tự, kỷ cương và không để tái diễn tình trạng tương tự. Qua vụ việc chùa Ba Vàng, rõ ràng là cần có sự chấn chỉnh mạnh mẽ hơn nữa trong việc quản lý hoạt động của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định pháp luật đã đề ra để đảm bảo sự trong sạch và minh bạch trong mọi hoạt động. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy những sự vụ bê bối của chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là rất rõ ràng. Nhiều nguồn báo đưa tin sau những vụ bê bối đó, trụ trì chùa Ba Vàng cũng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Về mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Sư Minh, về mối quan hệ huyết thống hay mối quan hệ xã hội, Phú Quý Tài Lộc xin phép không có ý kiến, vì chưa có một tài liệu nào hay báo chí nào đưa tin về việc này. Bởi vậy, không có căn cứ để xác định về mối quan hệ này. Mặt khác, Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia Việt Nam, hiện đang giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là một nhà sư Phật giáo, đang quản lý hoạt động tại chùa Ba Vàng. Mọi liên hệ giữa họ, nếu có, sẽ thuộc về các hoạt động chính thức hoặc công khai trong khuôn khổ của chính sách và quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, không phải trên cơ sở cá nhân hay trực tiếp giữa hai người. Việc quản lý tôn giáo tại Việt Nam thường được điều hành thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo đúng các quy định pháp luật của nhà nước. Vì vậy, bất cứ sai phạm nào từ chùa Ba Vàng, nếu gây thiệt hại lớn, truyền bá những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến tín ngưỡng, văn hóa và tôn giáo chắc chắn sẽ bị xử phạt thích đáng chứ không có chuyện chống lưng như các trang truyền thông đưa tin. Thưa quý vị, truyền thông cũng được quản lý bởi pháp luật. Vì vậy, việc đưa những thông tin không chính thống cũng là hành vi phạm pháp. Đối với những người làm truyền thông cần đưa tin đúng, không nhằm bôi nhọ hay xúc phạm ai. Còn đối với mỗi người dân, hãy biết cách chọn lọc thông tin để không bị kẻ xấu lợi dụng quý vị nhé. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.